Đấy, đủ đấy thấy không? Đấy, đang kéo mà nó máy nó không nổ. Đấy, vẫn trôi. Đấy, mấy thằng áo trắng hết chứ bộ. Hai thằng kia à, muốn vừa hiểu đấy không? Rồi. Hai thằng. Rồi sao có? Có gì khóa hay không mà đun không đi như thế này? Đấy, ba thằng. Cơ này là ông Hạnh nhìn thấy là bọn nó vào nhà đây này. Đấy, còn thế kiểm tra cái nữa. Ờ. Đó, kiểm tra cái kia. Bình dép tổ ong à. Đấy, đeo khẩu trang xanh gì nữa đấy thì. Ra cái con này trôi nhanh ơi tắt rồi. Không nó bị đấy, nó con này trôi nhanh hãn hoa hãn không hãn. Đấy không? Nhìn rõ người như vậy mà. Chờ chuẩn bị cái nữa. Ờ, một con đấy nó đun ra rồi đó. Nó đeo vào tay rồi. Ừ. Chạy hồ cái này chạy đó. Chạy. Đó. Chạy đấy.